xong, bạn chọn dân steel, bạn chọn liên kết khách hàng nhìn, các bạn chọn cái mục là cột liên kết với khách hàng nhìn, các bạn bấm vào new. Đúng không các bạn? Các bạn chọn lưu ra thư mục làm việc, công việc, dạy học online, kết cấu thép, thuyết minh tính toán. Rồi. Ok. Xong, bây giờ bạn sẽ chọn cái cột bằng hành kiểm tra. Chọn hai cột là một file, export, do sale. Các bạn chọn y như nãy là Object Connectivity và Element Force. Sau đó các bạn tổ hợp mẫu tổ hợp năm bằng lưu ra các bạn nhìn bằng cột. Sau khi cột xong thì các bạn sẽ quay lại danh steel, các bạn click vào bước 1 máy sắp hàng nghìn, các bạn chọn vào một là thay cột xong. Nhiệm vụ của các bạn chỉ cần thay đổi là tiếng diện đúng vi cột 200, tiết diện đầu là 200, tiết diện cuối là 604, 8 và 6. Giờ tính toán là 8 mét, ngoài mặt bằng là 3 mét, hệ số liên kết là 2. Rồi, sau đó các bạn click vào mục là bước 2. Rồi, các bạn bấm vào bước 3. Rồi, các bạn bấm lại bước 2 lần nữa. Bấm bước 3 là nó sẽ đẩy tiết diện qua. Rồi, như vậy nó đã kiểm tra giúp các bạn rồi. Đó, các bạn thấy đúng không? Rồi, và bây giờ các bạn nhiệm vụ là rất đơn giản, bạn chỉ cần chọn và in thôi. Những cái gì không 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 cần in thì các bạn nó không cần in cái vùng đó. Ở đây mình sẽ in này. Các bạn nó kiểm tra ổn định cục bộ bắt bụng và nó báo là ok, no ok, cần gia cường hay không, nó sẽ báo hết. Và đúng không? Rồi. Thì đó là cái lý do mà mình sẽ hướng dẫn các bạn. Còn trên mạng cái phần hướng dẫn sử dụng danh steel thì có video rất là nhiều, rồi mình sẽ in cái này ra, rồi bấm hình B.